Hai chào bạn, hôm nay shop xe đạp Hưng My xin giới thiệu mẫu Genesis Dream 1.0. Con này 1.0 nhớ bạn nha. Con 1.0 là 2.0 cái màu giống giống nhau. Con này Genesis Dream 1.0, màu sắc con này là màu xanh xanh. Giá xe đang được bán với giá 4.150.000. Mấy con này mình quay cấu hình chi tiết cũng tương đối nhiều rồi nên mình sẽ quay ngắn gọn nhanh lẹ nhớ bạn nha. Genesis Dream 1.0, màu sắc xanh xanh, xe được trang bị cấu hình là 3 đĩa 7 clip, tay đề Shimano, cùi đề cùi đĩa Shimano. Giò dĩa là dĩa 3, clip là clip vặn 7, sên là sên 7. Niền con này niền cao 2 phân hơn, căm tròn. Size vỏ con này là vỏ Kenda, size vỏ con này là 700 x 32. Size vỏ con này là 700 x 32. Đúng không? Coi kỹ nè. 700 x 32. Niền con này niền cao 2 phân hơn, căm tròn, tay đề Shimano, cùi đề cùi đĩa Shimano. Giò dĩa con này giò dĩa 3 dĩa, khung sườn nhôm, xe được trang bị đi dây âm sườn, sườn mối hàng 7 cá, Genesis Dream 1.0, giá xe đang được bán với giá 4.150.000, chế độ bảo hành của công ty Zan, được công ty Zan đứng ra bảo hành nha bạn nha. Tay đề con này là tay đề Shimano, tay đề là Shimano, càng thắng là càng thắng gom, khung sườn con này là khung sườn nhôm, tay đề Shimano. Con này được trang bị cấu hình là 3 đĩa 7 clip, tay đề Shimano 37, 3 đĩa 7 clip. Các bạn thấy rõ mà, tay đề Shimano 3 đĩa 7 clip, khung sườn được làm bằng nhôm, xe được trang bị đi dây âm sườn, tay đề Shimano 37, khung sườn nhôm, xe được trang bị đi dây âm sườn, mối hàng 7 cá, tên con xe là Genesis Dream 1.0, màu sắc con này là màu xanh xanh. À, bánh trước con này dùng ti bật tháo mở nhanh, vỏ là vỏ Kenda, size vỏ 700 x 32, càng thắng là càng thắng gom, size vỏ 732, càng thắng là càng thắng gom. Bánh trước dùng ti bật tháo mở nhanh, xe được trang bị đi dây âm sườn, sườn mà là mối hàng 7 cá, cùi đề đĩa con này được trang bị cùi đề đĩa là Shimano Tony, cùi đề đĩa là Shimano Tony, giò dĩa là 3 dĩa, cùi đề clip con này được trang bị cùi đề clip là Shimano Tony. Clip con này là clip vặn 7. Clip này clip vặn 7. Có chân trống theo xe. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis Dream. Genesis Dream 1.0. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis Dream 1.0. Xe được trang bị đi dây âm sườn, mối hàng là mối hàng 7 cá. Màu sắc con này là màu xanh xanh, có vè, có ba ga. Pedal theo xe là pedal thường. Cùi đề đĩa con này được trang bị cùi đề đĩa Shimano Tony. Cùi đề đĩa Shimano Tony. Genesis là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách của Italia. Cùi đề đĩa con này là cùi đề đĩa Shimano Tony. Giò dĩa con này là 3 dĩa, cùi đề đĩa Shimano Tony. Chục giữa con này bạc đạn. Niền con này niền cao 2 phân hơn, căm tròn, cùi đề clip con này được trang bị cùi đề clip Shimano Tony. Clip con này clip vặn 7, sên con này là sên 7. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis Dream 1.0. Genesis Dream 1.0, cùi đề đĩa Shimano Tony, cùi đề clip con này được trang bị cùi đề clip Shimano Tony luôn. 3 dĩa. Sơn là sơn 7, clip là clip vặn 7, clip là clip Ata Index. Càng thắng là càng thắng gom. Yisan. Càng thắng là con này là càng thắng gom Yisan. Khung sườn được làm bằng nhôm. Xe được trang bị đi dây âm sườn, mối hàng là mối hàng 7 cá. Theo xe là có cái chân trống theo xe. Đó, chân trống gắn liền trên xe. Bánh trước, bánh sau con này dùng ti bật tháo mở nhanh. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis Dream 1.0. Genesis Dream 1.0. Giá xe đang được bán với giá 4.150.000, 4.150.000. Màu sắc con này màu xanh xanh. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis Dream 1.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.150.000, 4.150.000. Khung sườn con này được làm bằng nhôm, xe được trang bị đi dây âm sườn. Màu sắc con này là màu xanh xanh. Tay đề Shimano 3 đĩa 7 clip, tay đề Shimano 37. Tay đề con này được trang bị tay đề Shimano 3 đĩa 7 clip, bao tay dạng êm, ghi đông bô tăng là Genesis. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis Dream 1.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có
4.150.000, 4.150.000. Khung sườn được làm bằng nhôm, mỗi hàng là mỗi hàng vảy cá, sẽ được trang bị đi dây âm sườn. Trên ít là hàng thương hiệu, thiết kế design theo phong cách Italia. Cùi đầy đĩa con này được trang bị cùi đầy đĩa Shimano Tony. Bệ đan theo xe là bệ đan thường. Sên là sên 7, lip là lip vặn 7. Cùi đầy lip là Shimano Tony. Vỏ là vỏ Kenda chữ trắng, size vỏ 700x32. Chất liệu nhôm là 6061. Tên con xe là Genetri, Genetri 1.0. Tên con xe là Genetri 1.0. Giá xe đang được bán với giá 4.150.000, 4.150.000. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng là 0937009995 hoặc 0984649676. Tên con xe thương hiệu con xe là Genetri 1.0, Genetri 1.0. Giá xe đang được bán với giá 4.150.000, 4.150.000. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995.